Trên đây là toàn bộ nhân vật chính trong ngày vui hôm nay. Và bây giờ cho phép được trân trọng và giới thiệu gia đình ông bà Vũ Quốc Việt và bà Phạm Thị Nga là cha mẹ thân sinh của những người Việt Anh. Rất là hạnh phúc đón tiếp quý vị. Cùng với gia đình ông bà Vũ Thế Công và bà Nguyễn Thị Thu Hằng là cha mẹ thân sinh của dâu Bình Minh. Rất là hạnh phúc đón tiếp quý vị. Và đúng là ngôi sao nhai mà ngôi sao lấp lánh, ánh lửa nhai mà ánh lửa rực hồng, và tấm lòng mong đợi của chiến sĩ Liên Đông. Vâng, về anh ơi, anh nhớ anh mình ra ngóng bỏ trông, anh đã đi từ nhà mình sang bên nhà bạn, để rồi vào hôm dưới chàng ấy đã nói rằng, trong buồn thì chắc đã có sao, anh buồn anh được chỗ nào Minh ơi. Vâng, và chị Minh đã đáp lại rằng, trong buồn thì chắc đã có sao, anh mới vào nhà em chơi. Kể từ đó hai bạn đã trải qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày hẹn hò. Để xoay họ giờ này là đây, đó giờ này giờ vàng, giờ ngọc, giờ kim cương, giờ này là giờ kết nghĩa vợ chồng, giờ kết tình thông gia. Xin toàn quý vị trong một tràng hoa tay thần lớn để chúc xoay họ thông gia đời đời từ đây. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần chính thức buổi lễ tổ chức hôn ngày hôm nay. Và bây giờ trước sự dự kiến của hai bên cha mẹ, bộ cầu toàn thể quý khách và quân viên này họ, tôi xin giới thiệu kính mời cô dâu và chú rể cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Để chúc mừng cô dâu và chú rể trao cho nhau chi nhắn riêng trong ngày vui của mình. Và xin chúng ta cùng dành cho tôi một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Và ta sẽ mang lên để chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chúc mọi hai bên cha mẹ và cô con đầy vui.
Gia đình
cho vừa.